Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo, tiết 33, với nhân đề là cách đối trị hôn trầm và tán loạn. Hôm qua chúng ta đã học hết phần đối trị với hôn trầm, tức là buồn ngủ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học sang phần cách đối trị về tán loạn, vọng tưởng. Về phần này, tổ dạy như thế này. Vọng tưởng cũng có hai loại. Tức là vọng tưởng á, tổ nói rằng được chia thành hai loại, đó là thô và tế. Thô là chỉ cho cái vọng tưởng gì? Nó rất dễ nhận biết. Còn tế là chỉ cho những cái vọng tưởng thật khó có thể nhận biết được nó. Nó phải, mình phải lắng tâm lắm và chú trọng lắm mới có thể nhận biết được cái tế tâm vọng tưởng này. Thô thì dễ nhận, nhưng tế thì rất khó. Vì thô là to, tế là nhỏ, nhỏ nhiệm thật, không phải ai cũng nhận ra được nó. Vậy chúng ta thử nghiên cứu xem tổ dạy thế nào là thô vọng tưởng, thế nào là tế vọng tưởng. Tổ dạy vọng tưởng thô thì ai cũng biết, bởi hành tướng của nó rất rõ ràng. Người xưa bảo, mới tu sợ vọng tưởng, tu lâu thì sợ hôn trầm. Đấy là các tổ ngày xưa nói rằng, người mới tu thì sợ vọng tưởng, tu lâu thì lại sợ hôn trầm. Vì sao lại nói như thế? Lời này duy đúng một phần, không được cứu kính lắm. Vì đó chỉ là nói về phần tán loạn thuộc về vọng tưởng thô mà thôi. Đấy, ở đây chúng ta thấy tổ giải thích, nói rằng người xưa nói là người tu mới vào tu thì sợ vọng tưởng, tu lâu thì sợ hôn trầm. Tổ dạy rằng lời nói ấy cũng chỉ đúng một phần thôi. Vì sao? Vì mọi người chỉ nhìn thấy cái vọng tưởng thô ở bên ngoài, chứ không nhìn thấy cái vọng tưởng tế ở bên trong, cho nên mới nói như vậy. Mà chúng ta thấy hôm qua hôm kia thầy giảng thì cũng nói đấy, người mới xuất gia bằng cái kinh nghiệm của các thầy, và nhiều người cũng thường nói với các thầy, người mới vào đi tu mới xuất gia làm tiểu á, sợ nhất là gì ạ? Là thiếu ngủ. Mà thiếu ngủ thì sẽ sinh ra là hôn trầm. Sợ nhất là cái bệnh thiếu ngủ hôn trầm. Lên tụng kinh là cứ ngủ gà ngủ gật, cốc 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 mới gõ mõ rồi lư hương xả nhiệt đã rơi chuông rùi chuông rùi mõ rồi. Đấy. Thế là chúng ta chỉ có vài giây thôi. Cho nên là chúng ta thấy mới vào tu ấy, con ma hôn trầm nó cũng hại người tu chúng ta cũng rất là khủng khiếp, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên đây tổ mới nói là
nó tùy theo thôi. Cái câu nói mà người mới vào tu sợ vọng tưởng, tu lâu sợ hôn trầm, nó cũng chỉ là tương đối thôi, chứ không phải là tất cả. Nó tùy nhân duyên. Có người mới vào tu lại sợ hôn trầm trước, vọng tưởng sau. À, nó tùy theo cái căn cơ, cái nghiệp duyên của mỗi người các quý vị. À, tổ nói là đến như về phần vọng tưởng vi tế, người tu già dặn cũng còn phải e ngại. Tức là người tu ở trong đạo lâu rồi đó, vẫn còn phải e ngại cái vọng tưởng vi tế. Tức là cái vọng tưởng nó rất là nhỏ nhiệm. Bởi khi niệm Phật dụng công chặt chẽ kín đáo, tạp tưởng thô phù cố nhiên phải lặng chìm, xong rất khó nhận được tướng qua lại của phần vọng tưởng vi tế. Đấy, chúng ta thấy nếu chúng ta mà tu lâu, các Phật tử chúng ta mà tu lâu, chúng ta thấy cái điều này. Nếu chúng ta mà chuyên tâm tụng kinh niệm Phật, hoặc ngồi thiền, hoặc đi kinh hành vân vân, chúng ta mới thấy điều này. Bình thường cái vọng tưởng chúng ta đang ngồi như thế này, ngồi chơi thế này, ngồi chơi với bạn bè, nghĩ những cái chuyện tạp nhạp đâu đâu á, cái chuyện đó là bình thường, chúng ta dễ nhận ra được nó ngay, rất dễ nhận ra nó. Ngày xưa chúng tôi cũng hay ngồi thiền, hay tĩnh tâm niệm Phật, đặc biệt là ngày xưa hay ngồi thiền. Cái khi mới vào ngồi thiền thì mình quán niệm đếm hơi thở, cứ đếm hơi thở như vậy khoảng 15, 20, 30 phút sau á, dần dần là bắt đầu là mình thấy cái vọng tưởng này nó lặng chìm, gần như không còn cái vọng tưởng thô bên ngoài nữa. Nhưng một lúc nào đó tự nhiên cái vọng tưởng tế của mình nó hiện khởi lên. Hiện khởi lên là sao? À, mình cứ đang ngồi đếm hơi thở như vậy, ví dụ mình đang quán sổ tức đếm hơi thở, nhưng không biết từ lúc nào tự nhiên là nó lại nghĩ đến cái chuyện ngày xưa mình mới bắt đầu đi tu, mình thích đọc kinh gì và mình hay đọc kinh gì, đọc kinh đến đoạn đấy nó Phật dạy đoạn kinh đến đoạn đó nó ra sao, đoạn kinh đấy nói về cái gì, thế nó cứ nghĩ theo cái mạch kinh đó. Thế bất chợt một cái mình mới nhớ lại, ô mình đang ngồi thiền mà, tại sao mình lại để cho cái tâm mình nó dạo chơi một cách là vi tế như thế? Mặc dù đó là không phải là ác pháp, nhưng cũng chẳng phải là thiện pháp. Vì sao nói là chẳng phải là ác pháp? Vì nó nghĩ lại cái những cái chuyện ngày xưa mình đi tu, mình vào chùa, mình học Phật, mình tụng kinh ra sao, thì đương nhiên cái đó là thiện pháp. Nhưng mà thiện so với gì? So với pháp học mà thôi. Còn bây giờ mình đang là thực hiện là pháp hành, tức là mình đang gì? Đang ngồi thiền. Mà đang ngồi thiền cái đề mục của mình là gì? Quán niệm hơi thở. Tức là đếm từ 1 đến 10. Cứ như vậy là tuần tự đếm từ 1 đến 10. Cứ như thế, đó là phương pháp quán sổ tức ở trong Phật giáo chúng ta. Đề mục của mình là gì? Là sổ tức. Tự nhiên sao bây giờ nó lại chạy ra gì? Ngày xưa đi tu thế vào chùa thế nào? Học Phật ra sao? Rồi tụng kinh như thế nào? Vân 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 vân. Đó chính là gì? Vọng tưởng một cách gì? Rất là vi tế. Nó dẫn dắt mình đi chệch cái gì? Chệch với cái định hướng của mình, đó là đang ngồi thiền để quán sổ tức, chứ không phải là ngồi thiền để quán là văn kinh, để đi dạo chơi trong cái khoảng thời gian mình xuất gia như thế nào, vân vân. Đề mục của mình, cái hướng của mình đến là sổ tức, định tâm và sinh trí tuệ, thậm chí là hướng đến trí tuệ vô lậu. Nhưng mà được một chút á, 15, 20, 30 phút á, đang quán sổ tức thì nó quên hẳn quán sổ tức đi, mà chỉ cần một cái niệm rất nhỏ, rất nhỏ, rất vi tế thôi, tự nhiên nghĩ tới cái ngày xưa mình xuất gia như thế nào, mà cái cứ thế nó chạy theo. Nó chạy theo một dàn dài, cho đến khi mình học kinh, mình tụng kinh hay làm cái gì đó, mình chợt một cái nhớ ra là mình thì mình đang quán sổ tức. Đó, đấy là một cái phương pháp gọi là, nói là thiện á, thì nó cũng chẳng phải là thiện. Vì sao? Vì mình đang quán đề mục là sổ tức, mà bây giờ nó chạy sang đi rong đuổi, đi học kinh như thế, hoặc đi thăm các cảnh chùa như thế, vân vân. Hoặc là nghĩ đến cái việc ngày mai tượng Phật như thế này thì lên sửa cánh sen như thế nào cho nó đẹp này, vân vân chẳng hạn. Đó cũng là gì?
gọi là vọng tưởng vi tế trong lúc mình đang thiền định. Các Phật tử nếu mà tu lâu mới hiểu cái này, còn các vị mà đi mới đến chùa thì nói cái này thì như vịt nghe sấm, chả hiểu cái gì, nghe thì nghe thế thôi mà chả hiểu gì. Còn các vị mà tu lâu rồi á mới thấy cái tâm thức của mình nó vi tế đến cái mức độ đấy là gì, đấy là vọng tưởng chứ không phải hôn trầm. Nói là thiện pháp thì cũng không phải, mà nói là ác pháp á, thì cũng không đúng. Vì cái ác pháp thì chúng ta nghĩ đến cái chuyện sát sinh hại vật, sát đạo dâm vọng vân vân chẳng hạn, nghĩ đến 10 điều ác á, thì đó mới là ác pháp. Như đây mình nghĩ đến điều thiện, ví dụ như đang ngồi này nghĩ mai làm sao đó lên chỉ đạo thợ làm sao đắp cánh sen cho nó đẹp nè, nó bầu nè, rồi xong sơn màu gì nè, cứ thế là nó vọng tưởng nó đi vào đấy. Thậm chí mình mất 20-30 phút không nhận ra nó là mình đang ngồi thiền. Đề mục của mình là sổ tức quán, hoặc đề mục của mình là bất tịnh quán, hoặc đề mục của mình là từ bi quán, vân vân. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên tôi giải thích một cái nó rõ ràng bằng cái kinh nghiệm của chúng tôi. Ngày xưa hành thiền, khi hay ngồi thiền, thỉnh thoảng nó hay sinh ra vọng tưởng như vậy. À, vọng tưởng vi tế như vậy. Nói là thiện cũng không phải hẳn là thiện, nói là ác cũng chẳng phải là ác. Cái này nó ở giữa hai đoạn, giữa thiện và ác. Nếu so với học pháp thì nó là thiện, mà so với hành pháp thì nó là bất thiện. Đấy, cho nên nó rất khó để phân biệt như thế. Vì mình loạn tâm, phóng tâm ra bên ngoài, trong khi đề mục của mình đang là thiền quán, sổ tức hoặc là bất tịnh, hoặc là từ bi, hoặc là phân biệt, vân vân. Đó, đang quán theo đề mục ấy mà nó chạy theo nghĩ đến làm sen như thế nào, tô tượng ra sao, lấy màu gì, phối hợp như thế nào cho nó đẹp, vân vân, nó cứ lan man ra ngoài, chết rồi. À, như vậy là mình không gì, không đạt được định tâm. Mà không có định tâm thì trí tuệ vô lậu không thể sinh ra được. Và như vậy mình chỉ là cái trí tuệ gì thế gian thôi, cái trí tuệ đi suy nghĩ để làm việc này việc nọ cho nó làm đẹp cho thế gian thôi, mình gọi là tu phúc thôi, chứ không có tu tuệ. Đấy gọi là tu phúc. Làm chùa tô tượng đúc chuông này là tu phúc. Còn tu tuệ là gì? Mình phải thực tu, thực hành, thực chứng theo lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Ví dụ là chúng ta tu thiền chẳng hạn thì phải đạt cho được thường định. Niệm Phật chẳng hạn thì phải đạt được niệm Phật tam muội, hoặc niệm Phật nhất tâm bất loạn, hoặc ít nhất là phải niệm Phật thành phiến. Thì đó mới gọi là gì? Gọi là tu tuệ. Đấy là tu tuệ. Còn tu phúc là đấy, làm chùa tô tượng đúc chuông khiến cho mọi người gieo duyên cùng làm, ấn tống kinh sách, vân vân đó. Ấn tống kinh sách là tu phúc. Nhưng mà người thọ trì đọc tụng kinh sách thì lại gì? Lại là tu tuệ. À, ví dụ các chúng ta này lên tụng kinh hoặc nghe giảng như thế này thì là tu tuệ. Cúng giảng in kinh hoặc là ấn tống kinh sách, đem cúng giảng hoặc đem phát cho mọi người, hay đem cúng giảng cho chư tăng, thì đó gọi là tu phúc. Chúng ta đọc một quyển kinh, đọc một bộ kinh thì đó là tu tuệ. Đó. Cho nên chúng ta làm xưởng in kinh, đem cúng giảng mọi người, tất cả kinh sách của chùa Khai Nguyên chúng ta đều cúng giảng miễn phí cho các Phật tử thỉnh để đọc tụng cả. Vì sao mà cúng giảng? Vì các Phật tử đến để gì? Để cúng giảng kinh, để cầu phúc, cầu tuệ cho gì? Cho gia đình, cho bản thân, và mong muốn cho xã hội biết nhiều người biết đến Phật pháp, nhiều người bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, để đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng nhiều người tốt, ngày càng nhiều người thiện. Đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng nhiều người tốt, càng nhiều người thiện, đó là tốt hay là xấu? Tốt, chắc chắn tốt. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta muốn nhân dân Việt Nam chúng ta càng ngày càng nhiều người tốt, càng ngày càng bớt đi kẻ ác, kẻ xấu, và càng ngày càng nhiều đến những người lương thiện và người gì? Từ bi và trí tuệ. Cho nên trong những năm gần đây, công tác tôn giáo nói chung, đặc biệt là Phật giáo, của Đảng, nhà nước chúng ta có những cái nhìn nhận là gì? Rất là thân thiện, có những cái sự cởi mở và cái sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng, nhà nước chúng ta rất tốt đối với
chức sắc cũng như các tín đồ Phật tử và các giáo dân của các tôn giáo nói chung, trong đó có Phật giáo của chúng ta. Vì chúng ta biết nếu bỏ tiền ra xây một ngôi chùa, xây xong một ngôi chùa, đảng, nhà nước, chính phủ không phải tự cử người ra đó để mà quản lý mà trả lương. Chỉ cần đón một ông sư về trụ trì thôi. Mà đảng, nhà nước có phải trả lương cho ông sư không? Không. Do dân gì? Do dân, do tín đồ Phật tử là gì? Phát tâm để cúng dường, để nuôi gì? Để nuôi chư tăng, chư ni, tức là nuôi các sư. Và đổi lại, ngược lại các sư là gì? Đem những cái lòng từ bi, đem cái trí tuệ của Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển và tuyên truyền giáo hóa dạy bảo lại cho các tín đồ Phật tử của mình, cho những người dân yêu kính Phật Pháp, khiến cho những tín đồ Phật tử và những người dân yêu kính Phật Pháp có niềm tin vào Tam Bảo, có niềm tin vào nhân quả. Mà chúng ta biết có niềm tin vào nhân quả thì con người sẽ sao? Sẽ biết sợ cái ác, đúng không? Con người ta không tin nhân quả thì người ta không sợ cái ác. Mà không sợ cái ác thì chúng ta thấy là gì? Họ sẵn sàng cầm dao giết người, cầm súng bắn người, rồi lấy thuốc độc hại người, vân vân. Họ sẵn sàng là buôn gian bán lậu, thậm chí là đứng lên gì? Lập bè lập nhóm, đứng lên là chống lại chính phủ, chống lại nhà nước. Như vậy quốc gia có được thái bình thịnh trị không các quý vị? Chắc chắn không. Cho nên đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta cũng tính chán ra rồi. Xây một ngôi chùa không phải ngẫu nhiên mà cho xây một ngôi chùa đâu các quý vị. Nguyên cố tổng bí thư Lê Khả Phiêu khi còn ở đương chức, ngài đi dự một cái lễ động thổ ở trên chùa Hang ở tỉnh Thái Nguyên. Ngài phát biểu trước tăng ni Phật tử hàng hơn chục nghìn người, nói trước bản dân thiên hạ, đảng, nhà nước, chính phủ tạo điều kiện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với tăng ni Phật tử cho xây lên một ngôi chùa thì đảng, nhà nước, chính phủ bớt đi một gì? Một cái nhà tù. Chúng ta thấy đương kim tổng bí thư lúc đó phát biểu như vậy. Lúc đó cụ còn đương kim tổng bí thư chứ không phải về hưu rồi mới nói nhé. Cái quan điểm tôi thấy là bây giờ có hai cụ mà về hưu, đó là cụ nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu, thì cụ vừa mất cách đây mấy tháng vừa rồi, nghỉ hưu rồi, nhưng mà cụ nghiên cứu Phật giáo sâu lắm. Nhưng tôi thấy một cụ mà nghiên cứu sâu hơn, đó chính là cụ nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An bây giờ. Cụ viết cả sách về Phật. Đi lên thăm Đức Thánh Trần, cụ lên thăm xong cụ ngay tức cảnh thành thơ, làm cả một bài thơ dài về Phật Hoàng Trần Nhân Tông hay lắm, mà cụ nhớ thật. Tôi đến ngồi với cụ mà cụ đọc bài thơ cho tôi nghe. Cụ đọc bài thơ không cần lấy sách ra đâu nhá. Cụ đọc một bài thơ cụ bảo cụ làm từ năm 2008. Đến nay là bao nhiêu năm? 12 năm mà cái nói đến cụ đọc bài thơ vênh vách, bài thơ không phải chỉ có mấy dòng đâu nhá. Bài thơ dài nó phải cả trang giấy. Mà cụ đọc từ đầu đến cuối, không vấp, không quên, không thiếu một câu nào. 12 năm trời làm bài thơ. Đúng là những người lãnh đạo, họ có phúc, có trí tuệ, mà họ lại nghiên cứu Phật học nữa. Thì phải nói như ngày xưa, thời xưa chúng ta thấy thì như là Tuệ Trung Thượng Sĩ, như là vua Trần Thái Tông, vua Trần Thánh Tông ấy. Đấy là những cái vị vua gọi là tốt đạo đẹp đời. Tốt đạo đẹp đời, am hiểu rất thâm sâu về Phật giáo, đồng thời lãnh đạo nhân dân, chống giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước cũng rất là giỏi. Bây giờ chúng tôi mới thấy là thực sự là ngồi với hai cụ nguyên lãnh đạo
cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Đảng thì là cụ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cụ vừa mất. Còn Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội, cụ Nguyễn Văn An, cụ giỏi lắm các quý vị. Hôm rồi hội thảo của Ban Dân Phật tử Trung ương, chúng ta biết không? Cụ lên tuổi, bây giờ cụ gần 80 tuổi mà cụ ngồi từ đầu đến cuối. Ngồi cho đến bế mạc lúc cuối cùng mới thôi. Tôi lúc đầu chỉ nghĩ rằng cụ lên tới nơi là cụ dự được buổi sáng là quý lắm rồi. Nhưng buổi chiều cụ lại đến cụ ngồi tiếp, ngồi nghe đến hết, đến bài cuối cùng. Thế tôi mới sang, các vị nếu để ý thế thầy sang thì ngồi bên cạnh cụ để tâm sự nói chuyện. Cụ bảo Phật giáo hay lắm thầy ạ. Cụ bảo Phật giáo hay lắm thầy ạ. Thế tôi mới nói rằng cụ thấy hay ở chỗ nào? Cụ bảo hay mọi cái. Cái gì mà ở trên thế giới này cho là tốt, loài người cho là tốt, thì Phật giáo đều có. Mà cụ nói là có nhiều cái Phật giáo còn có trước, và khoa học gì phát hiện ra sau, phát triển sau. Cho nên cụ mới nói một, lấy dẫn chứng một câu nói của Einstein để nói với tôi là đấy, Phật giáo tốt như thế đấy. Thì tôi bảo vâng, nếu mà Phật giáo không tốt thì có lẽ Phật giáo đã bị hủy diệt cách đây cũng đã rất lâu rồi. Các tổ chức chính trị xã hội trên thế giới này lúc lên lúc xuống, lúc trầm lúc bổng, có lúc thì thành là chính khách, nhưng có lúc lại thành là gì, tội đồ. Xong tôi nói với cụ, cụ thấy không, ngày xưa thì họ cho là chế độ quân chủ là gì, là tốt nhất. Cho nên tất cả bá quan bách dân trăm họ nhìn thấy ông vua đều quỳ xuống và gì, và xưng hô là gì, thánh thượng hoặc là bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Có đúng không? Nhưng một thời gian sau, cách đây mấy chục năm, khi mà một số nước, một số quốc gia trên thế giới đấu tranh loại bỏ các giai cấp phong kiến và cho các giai cấp vua chúa ngày xưa là giai cấp gì? Phong kiến, hủ tục và lạc hậu. Đúng không? Các vị ở đây nếu ai mà làm chính trị hay là ai mà làm giáo viên, ai mà làm nhà nghiên cứu khoa học cái vân vân gì đó, chúng ta thấy cách đây mấy chục năm chứ không chỉ Việt Nam chúng ta mà khá nhiều nước trên thế giới đều đấu tranh loại bỏ các thể chế gọi là độc tài, chuyên gì? Các giai cấp mà độc tài mà là chuyên chế, gọi là độc quyền đó, mà cái đó chính là gì? Là chỉ cho vua chúa ngày xưa. Và họ liệt là gì? Việt Nam chúng ta cũng như một số nước trên thế giới họ liệt vào gì? Đó là cái chế độ gọi là phong kiến, hủ tục và lạc hậu. Các vị không tin cứ tìm những cái quyển sách cách đây khoảng 20-30 năm mà viết nói về chế độ phong kiến, đều nói phong kiến, hủ tục và lạc hậu. Chế độ phong kiến, hủ tục và lạc hậu. Nhưng xin thưa các vị, không phải chế độ phong kiến nào cũng hủ tục và lạc hậu. Nhiều chế độ phong kiến ngày xưa họ đạt đến cái đỉnh điểm của văn hóa, của văn minh nhân loại. Ví dụ như Ấn Độ, cái thời A Dục Vương làm vua sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm, đất nước Ấn Độ trở thành một cái nền văn hóa lúc đó là gì? Là rất là mạnh. Đúng không? Rất mạnh. Chúng ta xem cái nền văn hóa Trung Hoa, cái thời nhà Đường cũng là một cái thời gọi là thái bình thịnh trị, phát triển đến cái chỗ gọi là tinh hoa của chế độ phong kiến. Còn Việt Nam chúng ta thời Lý và thời Trần, phát triển đến cái đầu thời Lý khoảng 3-4
đời vua Đầu Đề Lý và bốn đời vua đầu nhà Trần phát triển đến cái chỗ tinh hoa của gì, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vậy nếu mà là phong kiến, hủ tục và lạc hậu thì làm gì mà phát triển đến cái chỗ tinh hoa của dân tộc, của đất nước như thế. Cho nên tất cả phong kiến hay là dân chủ hay là cộng hòa hay là cộng sản, nó chỉ là cái gì ạ? Cái danh từ, cái tên gọi và cái quan điểm chính trị, nó có gì? Đôi chút dị đồng với nhau mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái tu tập, cách tu tập, phương pháp tu tập của Phật giáo chúng ta, cái giáo dục của Phật giáo chúng ta, nó không bị lỗi thời. Thế giới càng phát triển thì họ càng phát hiện ra, làm hiển lộ ra những cái lời dạy về chân lý, về đạo đức, về cuộc sống của Đức Phật cách đây trên 2.500 năm trước. Đấy, nói thêm như vậy để chúng ta mở mang được những cái kiến thức, cái tầm nhìn về giáo dục Phật giáo của chúng ta. Trở lại bài, chúng ta thấy gì? Tổ dạy chúng ta khi dùng công chặt chẽ thì tức là dùng công chặt chẽ là sao? Tức là dùng công tu hành miên mật á, tinh tiến á, niệm Phật nhiều, tụng kinh nhiều, ngồi thiền nhiều á, vân vân á, thì những tạp tưởng thô phù á thì nó lặng đi. Nhưng những cái tạp tưởng vi tế bắt đầu hiện ra. Như lúc nãy thầy kể câu chuyện đang ngồi thiền, đang đấy thì phải quán gì? Quán bất tịnh hoặc quán sổ tức á, đếm hơi thở đó. Thì nó lại nghĩ đến là gì? Nghĩ đến cái chuyện xuất gia, hoặc là nghĩ đến chuyện làm chùa, nghĩ đến chuyện tiếp đón Phật tử, hay là gần gũi với ai đó để làm cái việc gì tốt, tốt cho xã hội vân vân chẳng hạn. Đó là cái vi tế của gì? Của vọng tưởng vậy. Tổ ví như là gì? Ao nước đục, khi bọt nước nổi lên mặt, ta có thể nhận thấy được ngay, đúng không? Thế cái ao, cái hồ nước đục mà cái bọt nó nổi lên thì chúng ta biết ngay là cái hồ này nước gì? Nước sạch hay bẩn? Nước gì? Nước bẩn, đúng không? Thế cái nước đục mà cái bọt nước nó nổi lên, nó nổi đầy bọt lên, có nghĩa là nước đồ hồ thì bẩn và đang bị ô gì? Ô nhiễm, nhận được ngay. Ví dụ nhìn sông Tô Lịch của Hà Nội chúng ta, nước đen ngòm, có phải không? Bọt nó nổi lên gì? Đầy ra đó, nổi váng cả bọt nổi đầy nó, có nghĩa là nước đang bị ô nhiễm trầm trọng và rất rất gì? Rất rất bẩn. Đó, nhận được ngay. Nhưng còn phần khí thể nhỏ nhẹ từ dưới đáy ao được cổ động lên, hoặc sôi tim nhỏ trên mặt nước, hoặc đến nửa chừng rồi không lên được, muốn thấy rõ nó cần phải có một ao nước thật trong. Đấy, ở đây chúng ta thấy này, nói là tổ nói là nếu mà cái nước thì chúng ta không nhìn thấy tăm bọt nó nổi lên, không thấy cái màu đen kịt như là nước sông Tô Lịch, mà chúng ta chỉ thấy nó thì nó kiểu như cái ở ngoài cái sông Đồng Mô này thôi chẳng hạn, đúng không? Nhìn thì tưởng là sạch, nhưng dùng thì mới biết là gì? Không phải hoàn toàn sạch. Nhìn thì vẫn trong đó các quý vị. Múc cái bát nước lên vẫn thấy trong thấy đáy, múc cái xô nước vẫn thấy trong tận gì? Tận đáy. Nhưng mà nó bẩn là bẩn ở một số các chất độc ở bên trong. Cho nên dùng uống cái đó lâu ngày sẽ bị bệnh ung thư mà chết. Vì vậy mà từ ngày đấy thì thầy mới phải đi đào giếng, đào thêm mấy cái giếng, đào cái giếng to dự trữ ở đây này, khoan cái giếng khoan ở góc kia, gọi là đào thêm cái giếng đào bên kia, thêm ba cái giếng nữa. Sau cái đợt đấy phải đào thêm, đào hai cái giếng và khoan thêm một cái nữa. Ngày xưa có một cái giếng đào, một cái giếng khoan, không đủ, hút 2 tiếng đồng hồ là hết sạch luôn. Nước giếng khoan mang lên thì cũng không đủ, hút lên cả ngày cả đêm, chạy 24/24, không đủ cho 1.500 cháu tắm rửa và sinh hoạt. Người lớn chúng ta dùng một chậu nước, còn các cháu nó dùng phải đến 3-5 chậu nước. Vào cứ thế là nó ùm nó dội thôi. Rõ ràng là bảo là phải tiết kiệm nước rồi, bảo vâng ạ. Ở ngoài cứ xót xa đi, chúng ta giặt thì 3 chậu là xong
ba chậu nước là xong bộ quần áo. Các cháu nó thì cứ thế là xả vào là gì? Xơi thôi, đầy thì kệ nó tràn ra. Bảo ở trên thì bảo vâng ạ, à, nhưng xuống thì kệ, làm thôi. Thậm chí có cháu tắm xong có quần quên gì, quên vặn cái vòi lại nữa, nước cứ thế là nó chảy thôi. Đó, thế mà tuổi nhỏ, nói thì vâng nhưng mà làm thì đâu phải nhớ, nhớ được đâu. Đấy, cho nên ở đây mới nói với các quý vị là giải thích về cái hồ nước. Nhưng tổ nói là gì? Nhìn thấy nó đen, nó bẩn, sôi nó, cái bọt nó sôi lên ủng ngục và nó bọt váng nó đầy thì biết là hồ bẩn. Nhưng mà nhìn đó, cái bọt gì nó không sôi lên, không nổi váng, nhưng mà gì? Nó vẫn gì? Vẫn cứ bẩn. Cho nên tôi mới lấy một cái con sông nước, con sông Tô Lịch là ví cho gì? Đó như là thô gì? Thô tâm vọng tưởng. Còn ví cái nước sông Đồng Mô là gì? Là tế tâm vọng tưởng. Đấy, hiểu chưa? Khổ lắm. Đi ra chỗ đông người á, có mấy cái mình phải giữ. Cái giữ thứ nhất là gì? Đó là lấy tay gì? Khoái mũi. Cái giữ thứ hai là lấy tay gì ạ? Ngoái gì? Ngoái tai. Đang ngồi với bạn bè, đang ngồi chỗ đông người mà mình cứ lấy tay ngoái mũi thế này, người ta biết ngay mình là kẻ gì? Kẻ rất lịch sự. Có đúng không? Kẻ rất lịch sự. Nhưng chữ R nên thay bằng chữ M. Thế là thế nào? Từ chỗ rất lịch sự thay chữ R đi thành, cho chữ M vào đầu nó thành chữ gì? Rất hay là mất? Mất lịch sự chứ không phải là rất lịch sự. Cái thứ hai, cái thứ nhất là gì? Gãy mũi. Cái thứ hai là gì ạ? Cứ lấy giấy tai thế này, chỗ đông người như thế là mất lịch sự. Cái thứ ba nó vi tế hơn, ngồi với mọi người mà gì? Đang chơi, đang nói chuyện mà gì? Đó là sao? Cũng mất lịch sự. Đó là thể hiện cái biểu hiện cái sự gì ạ? Mệt mỏi, chán nản, coi thường người khác. Ngày xưa chúng tôi đi học, học rất kỹ cái này nhé. Các vị đừng có nghĩ là sư chỉ biết ăn xong rồi gõ mõ tụng kinh đâu nhé. Xin thưa các vị, xin lỗi các quý vị, Đức Phật dạy chúng tôi là gì? Đi vào nhà vệ sinh phải đi như thế nào? Cầm cái tăm xỉa răng phải xỉa như thế nào? Nói cho các vị biết. Đừng có nghĩ là coi thường mấy ông sư trong chùa là chỉ biết gõ mõ tụng kinh, ăn bám xã hội đâu. Học cả những cái gì vi tế như thế trong cuộc sống. Có cái làm được hay không mà thôi, còn phải học hết. Đó cho nên đi đến chỗ đông người, đặc biệt là đang nói chuyện với những người khác, chúng ta có mệt mỏi đến đâu á, có ngáp thì không được gì há miệng ra trước mặt họ, mà có ngáp thì phải lấy gì để che lại? Lấy tay. Tay thì nên che vào đâu? Lấy cái gì để che? Lấy bàn tay che. Không phải nhá. Ngày xưa chúng tôi đi học các hòa thượng á, đây là vị Đức Pháp Chủ dạy gì? Ngáp lấy tay che là người có cái gì ạ? Là người học ở cái trung bình thôi. Tức là có cái gì, cái kiến thức văn hóa, kiến thức ứng xử chỗ đông người là ở dạng trung bình thôi. Còn dạng cao á, ngáp lấy tay che phải gì ạ? Cánh tay này. Vì ngáp lấy tay che sợ rằng cái gì? Nếu bị bệnh xác như bây giờ thì nguy hiểm rồi. Bệnh xác lấy tay che thì bắt tay họ thì gì? Nguy hiểm. Ngày xưa thì chưa có cái bệnh Covid như bây giờ. Nhưng mà các cụ nói gì? Ngáp không nên lấy để che như thế này. Thế này là không được. Mà ngáp, cụ bảo nên lấy gì? Cánh tay này, đưa cánh tay này lên này. Che. Sở dĩ vì sao? Ngày xưa các cụ nói vì khi chúng ta tiếp khách, chúng ta đang tiếp khách, mà cái phong tục văn hóa của người Á Đông chúng ta, đặc biệt có người Việt Nam chúng ta, khi khách đến thì thường là chào khách bằng cái gì? Cái gì? Bắt tay. Khi khách ra về, tiến khách cũng bằng cái gì?
bắt tay. Chúng ta vừa ngáp lấy tay che, hoặc vừa lấy tay để gì ạ? Để rỉa mũi, để rỉa tai, bây giờ là lấy tay để bắt tay với khách, mất lịch sự. Cho nên các cụ nói là gì? Ngáp khi tiếp khách, khi ngáp hay khi ho, kể cả khi ho nhé, nên lấy gì? Ho này, lấy tay lên, che này để ho hoặc để ngáp. Cho nên tay của chúng ta lúc đó có còn sạch không? Vẫn gì? Vẫn sạch. Cho nên bắt tay để tiễn khách ra về vẫn gì? Ngon lành. Vẫn gì? Em vẫn còn xuân, đúng không? Đấy, cho nên cho dù tiếp khách mấy tiếng đồng hồ vẫn em vẫn còn xuân, tức là gì? Tay chúng ta vẫn còn sạch. Các vị thấy không? Trong nhà Phật, các cụ, các tổ là người cổ, nhưng mà dạy gì? Cả những cái điều, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta có khi 70-80 tuổi ngồi đây chưa mấy người được học cái đấy đâu. Có phải không? Bố mẹ chúng ta chưa chắc đã dạy chúng ta cái đấy đâu. Có đúng không? Đến trường các thầy cô giáo cũng chưa chắc đã dạy cái đấy không? Đã dạy đấy đâu, có phải không? Đấy, vậy mà chúng tôi được học. Trong môi trường Phật giáo chúng tôi gì? Được các cụ, các tổ học. Đặc biệt là Đức Pháp Chủ năm nay chuẩn bị cụ sang 105 tuổi. Ngày xưa cụ là hiệu trưởng, chúng tôi cụ dạy những điều đó. Đấy, từ hôm nay trở đi tiếp khách, một, không lấy tay gì? Ngoái mũi. Hai, không lấy tay là gì? Lấy giấy tai. Ba, ngáp không gì? Không thành gì? Không thành gì? Không thành, không thành tiếng. Bốn, nếu có ngáp hay nếu có ho thì lấy gì để che? Lấy cánh tay để che. Vì sau khi tiếp khách xong, chúng ta thường là bắt gì? Bắt tay để chào khách. Đấy, các vị thấy không? Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Có phải không? Đấy. Tôi mới nói với các quý vị mà chúng tôi may mắn. May mắn vô cùng là ngày xưa khóa học của chúng tôi từ 4 năm trung cấp cho đến 4 năm học viện, chúng tôi được gần rất nhiều các bậc tôn túc trưởng lão hòa thượng, như là hòa thượng Hội Xá, Đức Pháp Chủ bây giờ, hòa thượng Hà Vĩ, cố hòa thượng Chùa Hương, với một số các vị hòa thượng lớn ở trong miền Trung và miền Nam ra dạy khi học viện nữa, khi chúng tôi học học viện nữa. Lớp trẻ bây giờ không được may mắn như chúng tôi đâu. Vì các cụ, các hòa thượng lớn ngày xưa, các cụ bây giờ đã già hoặc đã viên tịch rất nhiều rồi, chỉ còn ít cụ nữa thôi. Các cụ hòa thượng lớn của Hà Tây ngày xưa bây giờ còn duy nhất Đức Pháp Chủ thôi. Hòa thượng Hà Vĩ, cụ Chùa Hương, rồi cụ Hội Xá, các cụ tịch hết rồi, còn mỗi Đức Pháp Chủ. Đấy, còn các hòa thượng trong miền Nam ngày xưa chúng tôi được học, bây giờ các cụ cũng già rồi, các cụ không ra dạy lớp trẻ bây giờ nữa. Các cụ bây giờ lên phó pháp chủ, lên phó chủ tịch hết rồi, các cụ có tuổi rồi, các cụ không đi dạy được nữa. Các cụ làm những cái việc lớn của giáo hội. Bây giờ các hòa thượng trẻ hơn, các thường tọa và các đại đức, các ni sư, các sư cô, các đại đức đi giảng là chính. Mà cái lớp này thì cái kinh nghiệm so với các cụ ngày xưa cách nhau một trời một vực. Cái trình độ học vấn thì có thể gì? Logic hơn, cao hơn, bằng cấp cao hơn. Nhưng cái thực tiễn của cuộc sống so với các cụ, các tổ ngày xưa mà xin lỗi các vị, cách nhau một trời một vực, cách nhau nhiều lắm. Đấy, cho nên chúng tôi mới nói chúng tôi may mắn được gặp, được là học trò, được gần gũi, mà thường là được thị giả các cụ. Như thế ngày xưa đi học tôi thậm chí là cũng ngoan, rất là ngoan, phải nói là rất là ngoan. Cho nên là các cụ thường cho vào ban thị giả. 8 năm đi học, mấy năm đi an cư, đi tổng tăng an cư đều là gì? Ở trong ban thị giả hết. Cái thứ nhất là thứ ngoan, cái thứ hai mình chịu khó, cái thứ ba là gì? Mình cũng thật thà, tự cho mình là thật thà đi tí. Vì sao? Vì người dân tộc. Không, người dân tộc thực sự, cái bản chất của người dân tộc là hay thật thà. Cho nên cũng có thể vì cái đó, mà đấy cũng là một điểm cộng cho tôi ngày xưa. Bao giờ đi học cũng được làm thị giả các cụ. Làm thị giả, mà làm thị giả thì vất vả, nhưng đổi lại là gì? Học được những cái điều mà, những kinh nghiệm sống mà các cụ truyền lại cho. Hay cái đấy. Làm vất vả không sướng, thị giả không sướng đâu các vị nhé. Thị giả là ông khổ nhất,
thức khuya dậy sớm làm nhiều, thậm chí là các cụ không bằng lòng, các cụ mắng cho nữa, nhưng đổi lại được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, trong những cái sự nghiệp tu hành của chúng tôi. Đấy, được những cái đó. Trở lại bài, ở đây chúng ta thấy là tổ ví dụ giữa gì nước bẩn và nước gì nước hơi bẩn. Nước bẩn thì chúng ta nhìn thấy ngay đó là gì, dụ cho thô tâm, thô tâm vọng tưởng. Nước mà hơi bẩn bẩn đó, đó là gì, dùng cho gì, tế tâm vọng tưởng. Thật khó có thể nhận biết được vậy. Người niệm Phật là lâu đến trình độ nước tâm trong lặng mới thấy biết được vọng tưởng vi tế. Thế là tổ dạy người niệm Phật lâu á, cái vọng tưởng gì nó hết sạch đi á, và mình trí tuệ mình sinh ra mới nhận biết được cái vọng tưởng vi tế nhỏ nhỏ ấy, nó không phải là tốt đâu. Nhìn bên ngoài tưởng là tốt nhưng thực sự nó là xấu. Ví dụ tôi nói lúc nãy, sở dĩ tôi bảo là vì sao khi đang ngồi thiền quán nhưng mà lại thấy là lại nghĩ đến cái việc mình làm cánh sen ra sao, rồi tổ chức các Phật sự ra sao, quán tu ra sao, vân vân, tưởng như là tốt nhưng thực sự nó gì, ngăn cản cái định tâm và cái sự giác ngộ giải thoát thực sự của mình. Cho nên khi mình giác ngộ vượt qua nó, mình mới biết nó là gì, là không phải thực sự là tốt, cũng chẳng phải thực sự là xấu, vì nó nghĩ đến việc tốt mà thì cũng tốt thôi. Nhưng mà đó xem về pháp thế gian thì là tốt, mà pháp xuất thế gian thì lại là xấu. Cho nên ở đây mới nói với các quý vị, ví như gì, nước sông Đồng Mô tuy cũng có thể dùng được, nhưng dùng tưới cây, tưới hoa, tưới cây cảnh và tưới gì, và dùng cho vào ao để cho cá nó gì, nó sống thì tốt. Nhưng đem tắm rửa ngay nếu mà chưa lọc thì ngứa. Đem ăn thì có thể gì, dính bệnh ung thư. Đấy, cho nên là phải lọc. Đấy. Sau đó mới tôi thầy phải mua cái máy lọc á, để lọc á, máy lọc công nghiệp dạng vừa của các công ty á, về để đặt để lọc á. Đấy, phải lọc thì mới dùng, không có là tắm thì ngứa. Mà đấy, cái bể chúng ta bây giờ là qua lọc rồi đấy nhá, cho dù thầy giếng khoan hay giếng đào đều qua lọc thì mới dùng, trừ nước mưa thì mới không lọc thôi, còn những cái nước đấy thì đều lọc hết. Cho nên cứ yên tâm, có ai bị ngứa không? Không bị ngứa là vì sao? Vì thầy đã lọc nước rồi, để lo cho các Phật tử chúng ta đến cả những cái mức độ nữa thế nữa đấy. Thế mới trả được một lời cảm ơn. Đấy, ở đây trở về bài chúng ta thấy thì nói thế là tổ lấy một cái ví dụ là về vi tế vọng tưởng và thô tế vọng tưởng. Chúng ta thấy Bạch Thánh Pháp Sư, ở đây là tổ dẫn một cái vị gọi là Bạch Thánh Pháp Sư. Một buổi sáng từ nơi giường bước lại ghế ngồi, trong khoảng chừng 3 giây đồng hồ, đã phát giác gì trong tâm mình nổi lên vài mươi vọng niệm sai biệt. Chúng ta không? Bạch Thánh Pháp Sư là dẫn một vị Pháp Sư rất nổi tiếng, người ở Trung Hoa. Sau khi giác ngộ rồi, chỉ trong có vài giây đồng hồ thôi, Bạch Thánh Pháp Sư phát giác ra là mình có thể nổi lên mấy chục á, mấy mươi, tức là mấy chục cái vọng tưởng. Chúng ta thấy kinh không? Có khoảng 3 giây đồng hồ thôi mà trong tâm chúng ta nổi lên mấy chục cái vọng tưởng. Nhưng tất nhiên thì nước nó phải trong thì chúng ta mới phát hiện ra gì? Ra bụi, ra bẩn. Còn nó bẩn như sông Tô Lịch thì từ trên xuống dưới nó đều là bụi, là bẩn, thì có phát hiện ra đâu. Nhưng mà trong như nước sông Hồng thì phát hiện ra ngay, có phải không? Nên sông Hồng có trong không? Trong thì đâu gọi là hồng, đúng không? Đã trong thì đâu gọi là hồng, mà trong thì gọi là xanh chứ. Người ta gọi là trong như nước sông gì? Nước sông gì? Nước sông Đà. Nước sông Đà mà không phải mùa mưa thì rất là trong các quý vị, trong veo luôn. Đó. Hay nó gọi là trong như suối Tản Viên, dễ nhớ, đúng không? Suối Tản Viên, nước chùa Tản Viên chúng ta mà không phải lúc mưa, trong nhìn tận đáy, trong uống được ngay.
trong tấm không ngứa, vân vân. Tức là không gì, không bẩn và không ô nhiễm. Thì chúng ta thì nhìn thấy con cá hay con tôm hay con gì loang quăng nó bơi ở trong nước, nhìn thấy nó không? Nhìn thấy ngay. Cho nên bậc giác ngộ như Bạch Thánh Pháp Sư, trong ba gì, ba giây đồng hồ mà tâm mình khởi lên mấy mươi vọng tưởng, chúng ta thấy khủng khiếp không? Đấy, chừng ấy ngài mới chứng minh được lời nói của kinh Phật: một niệm có 90 sát na, một sát na có 900 lần sinh diệt. Đây là vọng tưởng thuộc về loại vi tế vậy. Chúng ta thấy không? Cách đây trên 2.000 năm về trước, Đức Thế Tôn đã nói rằng gì? Một niệm có đến 90 sát na. Tức là một niệm tâm rất ngắn thôi mà có đến 90 sát na. Mà một sát na có gì? 900 lần sinh diệt. Cái lời mà Đức Phật đã nói về không gian và thời gian này, mà tôi tin chắc bây giờ các nhà khoa học đã gì? Đã phát hiện ra rồi. Cho nên chúng ta mới thấy gì? Họ nghiên cứu ra về không gian và thời gian. Chúng ta thấy bây giờ bằng cái gì? Khoa học tiên tiến, họ có thể dùng các loại máy móc, họ bay lên mặt trăng, bay lên vũ trụ, họ tính bằng gì ạ? Bằng bao nhiêu năm ánh sáng đó. Ví dụ bay lên gì sao hỏa thì mất bao nhiêu năm ánh sáng đó, đúng không? Bay lên sao kim, sao thổ gì gì đó mất bao nhiêu nghìn năm ánh sáng, vân vân đó. Bay lên các hệ thiên hà, các hành tinh xa hơn mà nhìn thấy phải trải qua thì mấy trăm năm, mà thậm chí mấy nghìn năm ánh sáng, mà tính bằng năm ánh sáng thì chúng ta biết tính về sao gọi là tính bằng ánh sáng không? Tức là tính bằng cái vận tốc đi gì của ánh gì? Của ánh sáng. Cái vận tốc đi của ánh sáng đó. Mà ánh sáng thì chúng ta gì? Thấy rất là gì? Là nhanh. Đấy, vận tốc nhanh của ánh sáng. Vận tốc của ánh sáng nhanh hơn âm thanh. Vận tốc của âm thanh là vận tốc âm thanh nhanh hơn ánh sáng. Các nhà khoa học, hả? Cái nào nhanh hơn? Đương nhiên là ánh sáng nhanh hơn. Âm thanh đã nhanh nhưng ánh sáng còn nhanh hơn. Cái này Đức Phật đã biết hết từ trên 2.500 năm trước. Ngài nói hết trong Kinh Hoa Nghiêm rồi các quý vị. Các quý vị đọc Kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy hết Đức Phật đã nói hết rồi. Khoa học bây giờ dần dần mới cứ chứng minh, dần dần tìm tòi và phát hiện ra, và khiến cho thế giới chúng ta nó phát triển. Nhưng trong cái phát triển nó cũng có những cái gì? Mặt trái của nó thì đương nhiên rồi. Rồi tổ nói gì? Nhân tiện xin nhắc lại một câu chuyện về vọng tưởng vi tế cho các bạn đồng tu thêm phần nhận thức. Quang Tuệ và Giới Diễn là hai vị thiền sư đều ngộ đạo. Đấy, tổ dẫn một cái câu chuyện. Quang Tuệ và Giới Diễn là hai vị thiền sư đều ngộ đạo. Hai vị này trước đây đều là những vị thiền sư tu ở bên Ấn Độ. Thì Quang Tuệ và Giới Diễn là hai vị thiền sư đều ngộ đạo. Một hôm trong khi ngồi thiền, nơi tiềm thức của ngài Giới Diễn thoạt nổi lên một niệm sắc ái, ngài liền diệt trừ. Song bên kia ngài Quang Tuệ thiền sư đã hay biết, tức là hai vị ngồi thiền, hai bạn đồng tu của Quang Tuệ và Giới Diễn đều ngồi thiền tu tập với nhau. Thì một hôm á, thì Giới Diễn là khởi lên cái niệm sắc ái, tức là gì? Ngài xuất thần lên thăm gì? Các cõi trời. Nhìn thấy các cô tiên cõi trời xinh đẹp quá, cho nên khởi một cái niệm tâm á, ước gì mình được gì? Chung sống và gì? Và được kết hôn với gì? Với được chung sống với các cô tiên ấy. Nghĩ như vậy xong một cái là không được, mình là người xuất gia, là người tu hành, Phật dạy gì? Phải gì? Xả bỏ tài sắc danh thực thủy, cho nên á, đấy là một gì? Một giới cấm, cho nên á, không được, quay về. Không được, quay về. Rồi sau khi xả thiền, ngài Quang Tuệ cũng ở trong thiền định, biết được là bạn của mình á, trong thiền định là gì? Khởi một cái niệm tâm vi tế là gì? Đam mê sắc dục của chư thiên. Vì thấy các tiên nữ là đẹp quá, khó tả, khó họa, cho nên khởi cái tâm niệm muốn chung sống với họ, nhưng bị bạn mình biết được. Sau khi xả thiền Giới Diễn, thiền sư sau khi xả thuyền, ngài Quang Tuệ gì? Làm một bài kệ có ý là trêu cợt gì? Tức là trêu ngài gì? Ngài Giới Diễn là bạn của mình,
Đại ý là tại sao mà xuất gia rồi mà nhìn thấy sắc đẹp của các tiên nữ lại còn gì ạ, còn ham mê ấy. Đấy, làm một bài kệ kiểu như vừa nhắc nhở lại vừa mang tính chất là giễu cợt ấy. Lúc đó là gì? Ngài ở giới diễn thiền sư buồn thẹn là liền là thâu thầm, thâu thần đã nhập diệt. Tức là gì? Là liền ngồi mà gì? Buồn và thẹn, cho nên là gì? Liền là thâu thần nhập diệt, mình gọi là chết đó. Thế giới chúng ta, thế gian gọi là chết, nhưng mà Ngài gọi là thâu thần đó, nhập diệt. Ngài Quang Tuệ hối hận vì là gì? Vì mình đã trêu bạn như thế, khiến cho bạn đó, khổ thẹn, xấu hổ mà gì? Mà không trụ lại thế gian nữa mà nhập diệt. Cho nên Ngài Quang Tuệ mới gọi đệ tử lại mà phó chúc rằng, phó chúc tức là dạy bảo các đệ tử của mình rằng, bạn ta trong khi thiền định có một niệm sắc ái, sau tất lụy về sắc, tức là sau tất sẽ bị lụy về sắc, do một niệm sắc ái, cho nên đời sau tất bị lụy về sắc. Vì phiền ta mà thị tịch, tức là vì gì? Vì buồn vì ta trêu đùa mà gì? Mà thị tịch. Sẽ sau sẽ phá hoại ngôi tăng bảo, tức là sau bạn của mình sẽ phá hoại ngôi tăng bảo. Lối ấy một phần do ở nơi ta, nếu ta không theo hóa độ, tất sẽ gì? Mang lấy hậu quả lớn, tức là hậu quả xấu lớn. Cho nên Ngài Quang Tuệ nói với đệ tử mình như vậy xong thì cũng gì? Cũng là nhập diệt luôn. Biết là bạn của mình vì một niệm sắc ái cho nên sẽ phải tái sinh và sẽ đi vào dính mắc vào con đường sắc dục. Và đặc biệt là gì? Sau là rất ghét chư tăng. Nếu mà ta không đi theo để hóa độ thì sau này bạn của Ngài là Ngài giới diễn đó gì? Sẽ phá hoại ngôi tăng bảo. Lỗi ấy là gì? Một phần cũng lo rằng Ngài Quang Tuệ khiến cho bạn của mình hổ thẹn mà phải nhập diệt như thế. Cho nên dặn dò đệ tử xong, Ngài Quang Tuệ cũng viên tịch luôn theo sau. Sau Quang Tuệ chuyển thân là thiền sư Phật Ấn, tức là bên Trung Quốc ấy. Còn giới diễn chuyển thân là gì? Là Tô Đông Pha, một đại thi hào, một vị quan lớn, hình như là triều đại của nhà Tống bên Trung Quốc thì phải. Đó, rất giỏi. Đặc biệt là gì? Văn hay chữ tốt, nhưng là rất ghét các sư. Đấy, vì đấy ông rất ghét sư, ghét sư lắm. Mà cứ nghe vị sư nào ở đâu giỏi ông đến đâu gì, ông ấy dùng, ngày xưa hay dùng câu đối mà để đối đáp, mà sư không đối được là ông ấy sỉ nhục sư. Khổ lắm. Bây giờ nghe thấy tin là gì? Đấy, nghe tiếp này. Ông ấy có đến gì? Tô Đông Pha do kiếp trước tu hành nên kiếp sau có phúc được làm quan, thông minh trí tuệ mà cũng đa tài đa tình. Thông minh trí tuệ, đa tài đa tình. Ông có đến gì? 7 người vợ. Chúng ta thấy không? Các cụ ở đây, các cụ có cụ nào 7 vợ không? Các cụ ông ở đây có cụ nào 7 vợ không? Ngày xưa quan điểm ngày xưa gì? Trai đa tài bao nhiêu? 5 thê 7 thiếp. Gái chính chuyên thì gì? Chỉ có một chồng mà thôi. Ngày xưa các cụ ghê thật đấy. Trai đa tài thì 5 thê 7 thiếp. Gái chính chuyên thì gì? Chỉ có một chồng. Thế các cụ đúng là thời, nói về thời phong kiến ngày xưa cũng phải. Hay gọi là trọng nam khinh nữ. Nam thì muốn 5 7 người vợ, mà gái thì bắt người ta thì chỉ được một chồng thôi. Thế thì làm thế nào? Các ông ghê quá đi thôi. May mình không phải là đàn ông. Tôi là sư cho tôi có phải là đàn ông đâu. Đấy, ở đây nói vui mà thế như thế. Chúng ta thấy Tô Đông Pha thì ở đây nói là chỉ có 7 người vợ. Và thường đem cái sự thông minh bác lãm của mình ra để vấn nạn các sư. Và nhiều vị sư bị ông sỉ nhục trước gì ạ? Trước hàng nghìn đệ tử của mình. Ví dụ như tôi thế này, đang giảng cho các sư Phật tử này, ông đến ông nêu một câu phát biểu, ông nêu một câu hỏi, hỏi thật khó tôi không trả lời được. Và ông gì? Ông nói luôn là tôi tưởng là đệ tử của Đức Phật là bậc thông tuệ, bậc trí tuệ, bậc thiên nhân sư, bậc mô phạm thế này. Hóa ra cũng chỉ là gì ạ? Một kẻ thất phu vô học mà thôi. Nói xong một cái quay lưng ra ngoài về, có phải tôi gì? Tôi bị nhục nhễ ê chề chữa tăng ni chữa Phật tử chúng ta không? Đấy, cho nên đấy là cách của gì? Của Tô Đông Pha
ngày xưa đi thì đi hủy nhục các sư như thế, mà đi rất nhiều người, nhiều nơi, rất nhiều những vị thiền sư nổi tiếng lúc bây giờ ở Phật giáo Trung Quốc đều bị ông gì, ông đến đâu ấy làm nhục cho bằng cách như thế. Hỏi những câu khó không trả lời được, đưa ra những cái vế đối không đáp được, ông sỉ nhục cho. Về sau bị ngài Phật Ấn chiết phục. Phật Ấn chiết là chính là gì, cũng là hậu thân của ngài gì, ngài Quang Tuệ thiền sư đó. Còn Tô Đông Pha chính là gì, hậu thân của Giới Diễn thiền sư đó. Sau bề sau bị Phật Ấn chiết phục, ông mới quay trở lại lối tu cũ. Cho nên vọng tưởng vi tế, người tu cũng phải e ngại là thế. Bậc tiên đức có câu: công phu không thiếu cũng không dư, muôn kiếp tham si chữa dễ trừ. Các cụ ngày xưa dịch là chữa dễ trừ. Mà chữ chữa ở miền Bắc chúng ta, chữa có nghĩa là phải gì? Phải đẻ, đúng không? Chữa là chỉ cho người mang gì? Mang thai, giống như tôi này nè. Cái bụng nó to như thế này nè, khổ thân ăn chay mà sao nó vẫn cứ béo thế. Dạo này đang gì, nó bỏ đi bữa tối thì ăn cháo thôi, không dám ăn cơm. Chắc ngày xưa ăn nhiều đồ chay quá. Tôi béo như thế này là mấy năm trước ăn nhiều đồ chay. Cho nên đồ chay các Phật tử cũng ăn ít thôi, ăn rau là chính thôi. Đồ chay bây giờ cũng, nói chung thì làm cỗ làm bàn tiếp khách tiếp khứa thì cũng ăn, nhưng mà ăn ít thôi. Ăn rau nhiều thì tốt hơn. Ăn chay cũng không nên ăn quá nhiều những đồ chay, đặc biệt là những đồ chay mà họ để trong gì, tủ lạnh ấy, đồ đông lạnh ấy. Cái đấy thỉnh thoảng có khách mới ăn thôi, hoặc thèm quá mới ăn. Ăn đồ đấy nhiều lại sau nó béo như tôi, nó khổ lắm. Đấy, người cao có 1m65 mà nặng đến 80 cân, thấy thế này thôi thuộc U80 cân đấy, không đơn giản đâu. Đấy, nếu mà gọi cái cân nặng là đại nhân thì tôi cũng được xếp vào hàng đại nhân, không phải là tiểu nhân. Thôi vui một tí như thế chúng ta đỡ buồn ngủ. Đó, cụ nói gì, công phu không thiếu cũng không dư, muôn kiếp tham si chữa dễ trừ. Thực tế nó là chưa gì, đọc là chưa dễ trừ, nhưng các cụ ngày xưa gì là chữa dễ trừ. Đấy, đấy là cái cách đó. Khi chúng ta đọc sách chúng ta cũng phải biết là gì, văn phạm của các tổ ngày xưa, của các cụ ngày xưa, giống như ngày xưa viết là gì, mặt y di ư ơ y ơi, mặt rời chứ không phải là mặt trời. Mặt y á ngờ ăn, mặt gì, răng, mặt răng chứ không phải mặt trăng. Đấy, ngày cụ ngày xưa là mặt rời, mặt răng chứ không phải là mặt trời, mặt trăng. Đấy, uốn lưỡi lên một tí phát âm đúng nó lại như thế. Đấy, đấy là cái gì, cách của các cụ ngày xưa. Phiên âm không là chúng ta đọc cũng phải hiểu được. Tôi mới nói là may mắn ngày xưa tôi được gặp cả các cụ cổ, và bây giờ được gặp cả các thầy gì, thầy kim, cổ kim kết hợp với nhau, cũng may mắn. Chúng tôi ở một cái thời gọi là giao thoa giữa gì, cổ và kim, cũng hay. Cổ quá thì không thích nghi được với giới trẻ bây giờ, mà kim quá thì nhiều cái tinh hoa của các cụ ngày xưa mình gì, mình lại không hay, không biết, thiệt thòi. Một số các pháp sư, các thầy, các thượng tọa, các thầy trẻ trẻ bây giờ không gần được các cụ, các tổ ngày xưa lên giảng nữa gì. Nó chỉ thiên về giáo lý thôi, mở rộng ra, về nghiên cứu, về khoa học, về logic, vân vân. Nhưng mà để vào lòng người ấy, thì thôi để chúng ta tự đánh giá nhé. Đấy, vậy á, người tu khi có chút á, cảnh giác đối với đây tôi nói là, vậy người tu khi có chút á, cảnh giới tốt, chớ vội khoe khoang tự đắc, phải tìm gương người, tìm phải nhìn gương ngài Giới Diễn. Đấy, Giới Diễn gì, có thần thông đi lên được các quái trời, thấy các cô tiên gì khởi niệm tâm gì hoan hỷ khoái lạc và muốn chung sống với các cô tiên. Bị bạn mình biết được trêu đùa, xuất thiền xong trêu đùa cho một câu thơ, tức quá thì, xấu hổ quá thì nhập diệt luôn. Và sinh sang thì từ Ấn Độ sinh sang Trung Quốc, sau này làm một vị quan do có phúc, một vị quan lớn, văn hay chữ tốt, đó chính là Tô Đông Pha. Nhưng vì cái sự ghét bỏ hận thù ở trong tâm, khởi lên một niệm với gì, với bạn của mình là Giới Diễn đó, cho nên đời sau gì làm quan văn hay chữ tốt,
lại đi gì? Đi hủy nhục với Tăng Bảo. May sau này có một lần mà Tô Đông Pha đi đến chùa của Ngài Phật Ấn, nghe tin Ngài Phật Ấn là một bậc tông sư lỗi lạc ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Ông Tô Đông Pha không tin, đến đó để sao? Đến đó để thách đố, nói rằng nếu mà ông đối được một câu đối của tôi thì tôi mới tin ông là gì ạ? Là một bậc siêu phàm, một bậc có trí tuệ, một bậc long tượng ở trong Phật giáo. Còn ông không đối được một câu đối của tôi thì gì? Thì chẳng bỏ để đi xếp cho tôi. Đại khái là thế. Thách đố đến từ buổi sáng đến buổi trưa, những ngày Phật Ấn không nói cái gì. Xong rồi cho người chửi bới, rồi cho người nói, nhưng ngày Phật Ấn cũng chẳng nói cái gì. Xong rồi Tô Đông Pha mới nói gì? Nếu mà tôi mà ra vế đối mà ông không đối được, tức là gì? Gọi là coi thường mệnh quan của triều đình. Đấy, thì sẽ gì? Nếu không đối được sẽ gì? Sẽ phá chùa và gì? Bắt sư, tất cả các sư chùa này hoàn tục hết. Vì sư chả đem lại lợi ích gì cho gì cho đất nước cả. Một câu đối mà không đối được thì đem lại lợi ích gì cho đất nước? Đấy, oan oan tương báo. Đời trước trêu nhau thì đời nay là gì? Lại gặp nhau. Các sư trước thì ông chỉ đến ông hủy nhục thôi, đối không được ông chỉ nhục thôi. Nhưng trường hợp này ông đòi đối không đối, đòi đáp không đáp. Thì bây giờ ông nói là gì? Nếu mà ra mà vế đối mà không đối được thì đốt chùa, bắt sư hoàn tục. Thì sư chả đem lại lợi ích gì cho đất nước, cho gì, cho quốc gia cả. Phật Ấn đấy, Ngài Thiền Sư Phật Ấn ở lúc này ở vào cái trường hợp này thì nếu không đối thì chùa sẽ bị đốt, sư sẽ bị bắt hoàn tục. Đối với Ngài thì không sao, nhưng mà đối với chư Tăng đang tu trong chùa, mất chỗ tu, mất chùa là mất chỗ tu thì biết đi đâu về đâu. Mà tu bao nhiêu năm rồi, bây giờ hoàn tục thì khổ các sư ra. Cho nên Ngài bắt buộc phải ra gì? Ra để nói là vậy thì bây giờ xin là gì? Là quan lớn là cứ ra vế đối. Tôi thì tài hèn ở sức mòn, gọi là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên thì thôi, nếu mà đại quan của quan lớn mà nói như thế rồi thì tôi cũng gì? Tôi cũng xin được hầu quan một gì? Một vế đối. Nhưng mà quan cũng phải gì? Có một cái gì đó để làm bằng chứng. Nếu mà tôi đối được thì quan phải có một cái gì để làm bằng chứng là gì? Là tôi đối được và quan gì? Không có đốt đình và không gì? À, không đốt chùa và không bắt chư Tăng ở chùa này hoàn tục chứ. Ông ấy nói gì? Tôi gì? Nếu mà ông mà đối được cái mũ này này, tôi cởi mũ, cởi khăn đai áo mão của gì? Của mệnh quan triều đình để tôi về làm thường dân ngay. Đấy, cũng hoài lắm chứ. Vì ông ấy tin tưởng rằng ông là người có trí tuệ, được gọi là Tô Đông Pha, được gọi là một bậc gì? Mệnh quan triều đình có trí tuệ bậc nhất, là gọi là tể tướng trong triều đình, thì sau vua thôi, sau đến ông, nhất vua đến ông ấy rồi. Mệnh quan triều đình là tể tướng rồi, văn hay chữ tốt rồi, ông thua gì ai đâu. Bao nhiêu sư bị ông hạ nhục rồi, bây giờ đến ông này nữa mà bị bảo là ông này mà bị ông hạ nhục thì cả đất nước Trung Hoa lúc bây giờ chả còn ông sư nào bằng trí tuệ bằng ông nữa cả. Mà lúc đó thì kiếp này thì ông theo Nho giáo chứ không theo Phật giáo. Vì kiếp trước thì bị ông bạn Phật giáo gì ông trêu cho nên ông tức rồi, ghét rồi. Cho nên kiếp này theo Nho giáo, ủng hộ Phật giáo, không ủng hộ Phật giáo mà ủng hộ Nho giáo. Vì vậy mà đấy, sau khi nói như thế, Phật Ấn bảo vậy thì xin quan lớn là cứ ra gì? Ra vế đối. Bần tăng tuy ngu si tài hèn đức mọn, nhưng cũng xin gì? Xin được hầu quan lớn một vế. Các cụ ngày xưa nói với nhau, tôi phải dịch sang tiếng Việt Nam như thế để chúng ta dễ hiểu nhé. Hiểu không? Dịch sang tiếng Việt Nam để nói các quan lớn, các cụ kiểu như thế. Để cho nó thuần Việt tí chúng ta dễ hiểu. Tô Đông Pha liền ra vế đối, chẳng mất một giây suy nghĩ, Phật Ấn gì? Đáp lại ngay. Câu đối nó hoàn chỉnh đến cái mức độ là gì? Là được từng cả vần bằng vần chắc, được cả về ý nghĩa, cả về tất tần tật. Một cái vế đối có thể là hoàn chỉnh nhất trong tất cả các vế đối
của những bậc gì? Những bậc thông tuệ với nhau của lịch sử cổ đại Phật giáo Trung Hoa cũng như lịch sử cổ đại của các triều đình phong kiến Trung Hoa. Hay lắm. Cho nên sau khi đối xong như vậy, Phật Ấn là gì? Thua. Đối đến ba vế đối đều bị, Tô Đông Pha thua. Tô Đông Pha ra vế đối và Phật Ấn gì? Đáp. Ba lần đối, ba lần đáp đều gì? Chuẩn chỉ và chẳng có sai lệch một chút nào, mà thậm chí gì? Vế đối của Phật Ấn còn có phần gì? Nhỉnh hơn Tô Đông Pha. Cho nên Tô Đông Pha thì lúc đó mới chịu thua và bái phục cái trí tuệ và sự hiểu biết của người tu, đó chính là Ngài Phật Ấn Thiền Sư, và chấp nhận là cởi khăn đai áo máo để từ quan ra về. Nhưng mà Ngài Phật Ấn thấy đây là cái nhân duyên, nếu mà cảm hóa được Tô Đông Pha từ cái chỗ bài xích Phật giáo quay trở lại ủng hộ Phật giáo thì sẽ đem lại lợi ích cho rất nhiều tăng ni tín đồ Phật tử và đất nước nói chung vậy. Cho nên là nói với Tô Đông Pha rằng thôi, đấy chỉ là cái, tôi chỉ mong gì đấy là cái lời hứa của Ngài mà thôi. Khăn đai áo mão của Ngài đó là triều đình ban cho, đó là hoàng thượng ban cho, Ngài đâu có thể muốn bỏ mà bỏ ngay được như thế. Cho nên là xin Ngài là chỉ xin Ngài là từ nay trở đi Ngài hãy nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, đem áp dụng lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống để khiến cho đất nước ngày một hưng thịnh. Trên thì phò vua, dưới thì giúp gì? Giúp nước. Chúng ta thấy hay không? Và đến cuối cùng Tô Đông Pha gì? Thấy rằng cái đức độ, cái đạo hạnh với cái lòng vị tha của một vị sư như là Phật Ấn quả thật là đáng trân trọng. Mình thực hiện cái lời hứa là cởi khăn đai áo máu để gì? Để từ quan khi mà gì? Khi mà Phật Ấn đối được ba vế đối của mình. Nhưng mà Phật Ấn gì? Đối được nhưng mà không á, bắt Tô Đông Pha cởi bỏ áo máu từ quan, mà lại gì? Đem mũ dâng lên, áo dâng lên, khăn đai dâng lên cho Phật Ấn, cho Tô Đông Pha, và khuyên Ngài là gì? Từ nay trở đi nên nghiên cứu thêm giáo lý của Đức Phật, đem áp dụng vào cuộc sống để trên thì phò vua, dưới thì giúp nước, khiến cho quốc gia được hưng thịnh, người người nhà nhà được gì? Được cuộc sống bình an, nhấn đến cả các loại chúng sinh á, trâu bò chó lợn á, vân vân nữa cũng được hưởng cái gì? Cái sự bình an thơm lây ấy. Cho nên chúng ta thấy vì vậy mà gì? Tô Đông Pha cảm cái ân đức của Phật Ấn, cho nên á, nhận áo và nhận mũ, tặng lại cái đai ngọc cho gì? Cho Phật Ấn. Tặng lại cái đai ngọc của mình, nhận lại mỗi cái mũ và cái áo thôi, còn cái đai ngọc tặng lại cho Phật Ấn, và xin là quy y Tam Bảo từ đấy. Đấy là một hôm sau khi trở thành Phật tử, thì ra một hôm Phật Ấn đến thăm phủ của Tô Đông Pha, quan lớn mà thăm phủ. Trời rét, mà rét, cái rét của Trung Quốc thì cực kỳ rét các quý vị. Rét có khi âm đến mười mấy độ. Đến thăm vào trúng cái ngày rét. Mà đến cái ngày rét mà có tuyết nó rơi dày á, thì Phật Ấn đến thăm. Chúng ta thấy hay không? Xong bắt đầu Phật Ấn thì đến thăm thì kêu lạnh quá. Tô Đông Pha là đệ tử lúc đã quy Tam Bảo rồi, là đệ tử đương nhiên thì bảo gia nhân thì liền mang lò sưởi ra để cho gì? Cho thiền sư, cho thầy gì sưởi, mang một lò ra. Ngài Phật Ấn không dùng. Thế nhưng mà cứ rét run như thế, nhưng mà nhất định không sang khang sưởi, không sang lò sưởi. Thế Tô Đông Pha hỏi là bạch thầy, lúc đó xưng là thầy rồi, con đã bảo gia nhân mang lò sưởi ra để thầy sưởi cho đỡ rét, tại sao thầy không sưởi? Ngài Phật Ấn nói rằng gì? Ta rét thì có rét, nhưng một lò sưởi không đủ để gì ạ? Để xua đi cái giá lạnh mùa đông. Cho nên ta muốn gì? Thêm mấy lò nữa.
Thế là bà thì Tô Đông Pha thì quan lớn mà, thì một lò chứ nhiều lò cũng có, cho nên bảo gia nhân lề vào bê tiếp lò nữa ra. Phật ấn bảo chưa đủ, bê tiếp ra, chưa đủ, bê tiếp ra. Bao giờ thì đến đủ bảy cái gì, bảy cái lò sưởi đặt dọc thành một hàng thế này. Ngài Phật ấn chúng ta biết thế nào không? Ngài cứ bước qua rồi lại bước lại, bước qua rồi lại bước lại, và đến gì, đến một cái giữa, Ngài giả vờ bước chậm chậm lại để cho gì, cái áo của mình bị gì, cái tấm cà sa của mình bị sao, bị cháy. Tấm cà sa của Phật ấn vừa cháy, Tô Đông Pha thấy vậy là gì, liền lão bạch thầy gì, lửa đã gì, đã cháy y thầy, và liền là chạy vào là dập và gì, và đẩy thầy ra và dập y cho thầy. Phật ấn thấy vậy xong rồi để cho học trò của mình là Tô Đông Pha gì, dập lửa xong trên tấm y của mình, mặc dù đã cháy mất tí y nhưng không sao, y cháy có thể may y mới. Nhưng mà đấy nói gì, xong Tô Đông Pha mới nói bạch thầy, tại sao thầy lại cứ bước qua bước lại trên lò lửa như thế, tại sao không đi ở bên ngoài, đi chung quanh bên ngoài mà hơ vào như mọi người làm bình thường, mà thầy cứ phải bước qua bước lại trên bảy cái lò lửa như thế, nguy hiểm lắm. Bạch thầy, bước như thế nguy hiểm lắm, may mới cháy y, chứ còn nó mà ấy một tí là nó cháy người thì chết. Cụ Phật ấn mới bảo, ta bước trên bảy trên lò lửa tuy nguy hiểm, nhưng nếu có chết á, thì tuy nguy hiểm có cháy y cháy áo thì cũng chả bên ngoài thôi, nếu không may nó có bỏng á, có chết á, thì cũng chỉ chết một thân này mà thôi. Còn ông á, sống chung với bảy cô gì, bảy cô vợ, nó còn nguy hiểm hơn là bảy cái lò lửa này này. Thấy không? Đấy, nó nguy hiểm hơn bảy cái lò lửa. Vì sao? Vì ông gì, kiếp trước là người tu, kiếp này chìm đắm trong gì, trong hoan lạc, trong á, dục vọng và trong gì, tiền tài của cái, địa vị danh vọng, biết bao giờ cho thoát ra được. Thấy hay không? Quá hay này. Đấy, các cụ các tổ ngày xưa, các cụ giáo dục nhau, dạy nhau bằng cách như thế đấy các quý vị. Cho nên Phật ấn lúc đó, sau khi nói ra như thế, Tô Đông Pha liền là giác ngộ là gì? Thực sự từ khi đó mới ăn chay, mới ngồi thiền và mới tu tập một cách là gì? Thực sự. Còn trước đó mới quy tam bảo, gọi là hướng Phật thôi. Nhưng sau khi được Phật ấn đã thông cho gì? Cái cuộc đời, cuộc sống là vô thường, tài sắc, danh, thực, thủy đều là gì? Là vô thường, giống như bảy cô vợ, giống như bảy cái chậu lửa kia vậy. Lửa có thể hại người một đời một kiếp, nhưng nữ sắc có thể hại người gì? Muôn đời muôn kiếp. Xin lỗi các Phật tử nữ nha. Không, đây là gì ạ? Đây là Ngài Phật ấn nói với Ngài Tô Đông Pha, chứ không phải là tôi nói, và tôi nói thì lại bảo là thầy thì phân biệt chủng tộc, lại phân biệt gọi là giới tính thì nguy hiểm, mai là đem còng số 8 đến bắt tôi thì chết. Đấy, chúng ta thấy không? Và từ đó thì là Tô Đông Pha liền là giác ngộ, thực sự mới tu hành từ đó. Và sau này Ngài cũng gì, trở thành một vị thiền sư ở tại gia. Tuy ở trong cửa quan, tuy vẫn làm quan, nhưng mà gì? Nhưng mà hành động và cuộc sống của Ngài giống như một vị thiền sư đích thực. Tuy có bảy người vợ, nhưng mà gì? Nhưng mà từ đó không chung chăn chung gối nữa, gọi là trang nghiêm giới luật thanh tịnh vậy. Hay lắm. Đấy, học theo các tổ các cụ ngày xưa nhiều cái hay lắm. Đấy. Rồi tiếp theo một đoạn nữa là hết. Mặc dù hơi muộn, nhưng mà hôm nay là ngày gì? Ngày cuối của giảng cái này của tháng này. Mai thì vẫn đáp rồi đúng không? Một phút nữa thôi. Hôn trầm và vọng tưởng vi tế, người tu lâu tự biết lối giải trừ. Nơi đây chỉ lược bàn qua cách đối trị về phần thô. Thông thường khi loạn tưởng nhiều, hành giả nên ngồi yên nhiếp tâm niệm Phật. Lúc hôn trầm đến, nên đứng lên vừa niệm vừa đi kinh hành. Cái tổ nói là khi niệm thô thì nhất tâm ngồi và niệm Phật. Khi mà vọng tưởng
đến nhiều thì hoặc là gì, hoặc là hôn trầm á, vọng tưởng nhiều thì nên ngồi để niệm Phật nhé. Nhưng mà buồn ngủ á, tức là hôn trầm á, thì nên gì, nên lễ Phật hoặc đi kinh hành là tốt nhất. Lúc đấy mà ngồi mà tu nữa thì lim dim nữa thì ngủ luôn. Đấy, đây là kinh nghiệm của các tổ. Cứ dùng hai loại này á, thay đổi mãi, lâu ngày hai chướng duyên ấy sẽ tiêu trừ. Theo chỗ kinh nghiệm, lắng tai ghi nhận rành rõ từng tiếng câu Phật hiệu theo lối phản văn chỉ danh, tức là nghe cái tiếng niệm của mình một cách rõ ràng, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, nghe rõ từng câu từng chữ á, thì đó gọi là cách tu gì, phản văn văn tự tính của Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Có lẽ phương pháp phương pháp hiệu quả nhất để đối trị tán loạn chính là gì, là ở chỗ này, tức là tâm tán loạn thì ngồi tĩnh tâm để niệm Phật, tâm hôn trầm thì đi kinh hành hoặc là lễ Phật là tốt nhất. Đấy là cách các cụ dạy. Lễ bái và trì danh là phương pháp tốt tối thượng để gì, để đối trị với gì, với tâm hôn trầm nặng nề. Còn tĩnh tâm niệm Phật là phương pháp tốt nhất để đối trị cái tâm tán loạn vọng tưởng vậy. Nhưng mỗi hành giả đều có chỗ kinh nghiệm và thích hợp riêng. Trên đây chỉ lược qua vài quan điểm góp phần khuyến khích hành giả mà thôi. Đây là lời của giáo của Đức Đề Nhị Tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.